Ôi bé yêu con đừng nghịch nữa, nhìn
Khổng lồ, chú rất thích vui chơi cùng các bạn. Các con, wow, các con đang muốn làm gì vậy? Bá có thể giúp không? Bắt đầu nhé con, chạm rửa xe đã sẵn sàng. Cùng đi qua nhé các con, nơi thật tuyệt phải không? Những chiếc xe cần rửa sạch sẽ luôn nhé con hiểu à. Cảm ơn ba thật nhiều nha
cần làm sạch kính chắn gió. Lấy nước và rửa sạch hết vết bẩn nào. Cho con xem cách tạo bong bóng bằng bọt biển. Nhúng bọt biển vào xà phòng rồi cha cha cha. Phải xả nước cho hết xà phòng trước rồi mới lau cổ xe. Rửa sạch cả các lỗ nhỏ trên xe nữa. Rửa. Nào hãy sẵn sàng nhé con, mình cùng nhau xây xe này. Thật là vui khi chúng ta cùng rửa sạch xe ô tô. Xe vệ sinh này đi qua nhé, ba sẽ xây khô nào. Cảm ơn ba thật nhiều nha, chạm rửa xe tuyệt quá đi. Nếu xe vẫn còn nước, chúng ta cần lấy khăn lau lại cho thật khô. Lau, xe sẽ khô. Có khách đang đợi kìa. Wow, các con hãy nhìn kìa. Những chú vịt con thật đáng yêu. Chúng ta đi chơi thôi. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng một chú đi đâu rồi, chỉ còn một chú vịt ở đây. Một chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Ở bên này. Chúng ta đã làm được rồi, bé John. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng hai chú đi đâu rồi, chỉ còn ba chú vịt ở đây. Hai chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng ba chú đi đâu rồi, chỉ còn hai chú vịt ở đây. Ba chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Thật là thú vị. Quạc quạc. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng bốn chú đi đâu rồi, chỉ còn mỗi chú vịt.
vịt này ở đây. Ôi không, bốn chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Chúng ta là vịt cướp biển. Yo-ho! Bơi sang bên kia thôi. Nào mình cùng đi bơi nhé, năm chú vịt. Bơi bên nhau sẽ rất vui này. Mẹ vịt bảo rằng các chú đi đâu rồi, chẳng có chú vịt nào ở đây. Cả năm chú vịt con của mẹ đi đâu rồi? Mấy bạn ấy đang ở đâu nhỉ? Em yêu, ở bên này. Wow! Yay! Yay! Trượt cầu trượt sẽ rất thú vị. Chơi ngay thôi nhé năm chú vịt. Nào mình cùng kêu quắc quắc quắc, vịt con đi chơi thật là vui. Có chú vịt nào muốn uống sữa không? Con ạ! Quắc quắc! Cả anh nữa! Oh! Đói bụng, nào mình cùng kêu quắc quắc quắc, vịt con đi chơi thật là vui. Yummy yummy. Chào mừng đến với công viên nước. Dùng kem chống nắng và phao tay. Đây là những cách chúng ta làm khi vui chơi dưới trời nắng và bơi dưới nước. Con đây Charlie, con hãy nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Kìa bốn em bé nghịch nước rất vui, thật đáng yêu các bé chơi bên nhau kìa. Một bé thấy rất khác rồi đi. Thật nhiều nước chanh nhé, Sophie. Hãy luôn uống đầy đủ nước. Bể bơi có ba em bé nghịch nước rất vui. Thật đáng yêu các bé chơi bên nhau kìa. Một bé thấy lạnh quá rồi đi lên bờ. Còn hai em bé ngoan vẫn chơi vui này. Tuyệt lắm. Tắm nắng sẽ giúp cơ thể chúng ta ấm hơn, Mia. Đừng quên kem chống nắng nhé. Bể bơi có hai em bé nghịch nước rất vui. Thật đáng yêu các bé chơi bên nhau kìa. Một bé thấy buồn ngủ quá rồi đi lên bờ. Lặng cho gia cốp. Còn một bé ngoan vẫn ở dưới nước chơi. Cậu cảm thấy không vui nữa, khóc to lên kìa. Nhìn thấy kem mát lạnh rất ngon và bé yêu đã nhanh đi lên bờ. Các con yêu, kem thật ngon phải không nào? Wow.
Hôm nay chúng ta hãy cùng câu ca, thật là vui, thật là thích. Quăng chiếc dây câu này ra xa, ta kia đã cắn câu rồi. Em không biết câu thế nào cho đúng, phải làm sao, phải làm sao. Quăng chiếc dây câu này ra xa, bé ơi hãy cố lên nào. Con sẽ làm được, con sẽ thích học bài.
làm tốt lắm các con. Đặc biệt là chào mừng xin đến với lớp học. Bé John đừng chạy, đợi ba nào. Ta hay đi chạy cùng nhau thôi. Ở trung tâm thương mại thật thích, kem rất ngon, xem kìa ba ơi. Hay hầu, hay hầu, hay hầu. Mẹ đang ở đâu thế mẹ yêu ơi? Mẹ ở đâu, mẹ ở đâu? Em bé ngoan ơi, mẹ ở đây có kem ngon cho con này. Một cây kem vui vẻ này anh bạn nhỏ. Wow. Ta hay đi chơi cùng nhau thôi. Ở trung tâm thương mại thật thích, xem đây có rất là nhiều đồ chơi. Hay hầu, hay hầu, hay hầu. Anh chơi có em đang ở đâu thế? Này anh ơi, này anh ơi. Em bé ngoan anh ở đây nghe, chúng ta hay chơi ngày nào. Bé John, đừng sợ. Con hãy lái xe ngựa nhỏ này nhé. Ta hãy đi chơi cùng nhau thôi. Ở trung tâm thương mại thật thích, có biết bao nhiêu là cơm ngon. Hay hầu, hay hầu, hay hầu. Chị đang ở đâu thế chị yêu ơi? Chị ở đâu, chị ở đâu? Em bé ngoan ơi, chị ở đây. Chúng ta hãy mau ăn kẹo. Bé John ơi, con đừng sợ. Con chỉ cần nắm tay mẹ và làm theo như thế này nhé. Con làm tốt lắm. Ta hãy đi chơi cùng nhau thôi. Ở trung tâm thương mại thật thích, có biết bao nhiêu đồ chơi đây. Hay ho, hay ho, hay ho. Ba yêu có con đang ở đâu thế? Này ba ơi, này ba ơi. Em bé ngoan ba ở đây nghe, chúng ta hãy hòa chàng nào. Nhìn ba có gì này bé John? Ba ở đây. Ta hãy đi chơi cùng nhau thôi. Ở trung tâm thương mại thật thích, có biết bao nhiêu là trò chơi. Hay ho, hay ho, hay ho. Ôi các con đang ở đâu thế? Này con ơi, này con ơi. Ba chúng con đang ở trong đây. Hay ho, hay ho, hay ho. Ôi không. Bé John, con bị nấc rồi. Đừng lo con yêu, ai cũng có thể bị nấc, chỉ một lúc thôi. Nếu thấy nấc đừng lo con à, mẹ sẽ nhanh giúp mà. Khi con thấy tiếng, khi con
Bây giờ con thử uống một cốc nước xem có đỡ không nhé. Con đã thấy hết nấc chưa, bé John? Ôi không, con vẫn còn nấc. Con bị nấc sao, bé John? Có vẻ đúng là nấc rồi. Nếu thấy nấc đừng lo con à, thật nhanh ba sẽ giúp mà. Khi con thấy tiếng, khi con thấy tiếng, khi con thấy tiếng, chúng ta cùng nhau tìm cách. Bố biết một cách rất hay để chữa nấc. Hãy hít một hơi thật sâu, phồng hai bên má và nhịn thở như thế này. Con đã thấy hết nấc chưa con trai? Em bị nấc rồi bé John. Anh chị sẽ giúp em. Nếu thấy nấc đừng lo em à, chị và anh sẽ giúp mà. Khi em thấy tiếng, khi em thấy tiếng, khi em thấy tiếng, chúng ta cùng nhau tìm cách. Nếu như em muốn hết bị nấc, mẹ John, em cần phải đi dẫn mình. Phải rồi, cách đó sẽ được. Em đã thấy hết vị nấc chưa bé John? Nếu thấy nấc đừng lo bé à, cả nhà sẽ giúp mà. Khi nghe thấy tiếng, mẹ không nghe thấy tiếng nấc nữa, bé John. Ba cũng thế, con thử lại xem. Khi nghe thấy tiếng. Em đã hết nấc rồi. Yay! Giờ bé đã không còn nấc nữa rồi. Thật là vui yay yay yay. Không nghe thấy tiếng nấc. Không nghe thấy tiếng nấc. Không nghe thấy tiếng nấc. Hooray, giờ mình chơi thôi. Còn không còn bị nấc nữa, bé John. Yeah! Whee! Em bé bị nấc cụt mà em chẳng khóc nhẹ. Em trai ngoan lắm đây nhé, cả nhà mình luôn bên em. Thật là tuyệt phải không con bé yêu, tạm biệt cơn nấc. Ôi anh, không, lại phải làm lại ạ. Bé John à, con sẽ có một buồng tắm tuyệt vời với tất cả những món đồ chơi yêu thích của mình. Đặt bé vào trong trong bồn tắm đây, cha tắm và chơi đồ chơi nhé con. Bong bong nhiều lắm, nước thì dâng cao, thật vui mình cha nghe sóc sóc sóc. Đó là một trò chơi thú vị. Cá mập con là cá mập màu vàng, con có thể đưa nó qua vòng màu vàng không? Con đã làm được rồi con yêu. Con đã tìm thấy chiếc vòng màu vàng. Con có muốn xem cá mập con thổi bong bóng không? Bông xà bông bông nồi bên đây, bông xà bông kia ngay bên kia. Bông bông kia trong nước và không trung, bông thần kỳ bông khắp muôn nơi. Cá mập anh có màu xanh, con có thể tìm chiếc vòng xanh cho cá mập anh không? Đúng rồi, con đã tìm thấy chiếc vòng xanh. Chân đa nào đa vù vù đôi chân vù.
màu tím cho chị cá mập không? Wow, tìm thấy cái vòng tím nhanh ghê. Một cây bồn nho nên dành cho con một nơi tuyệt lắm nào bé. Hãy đến cùng nhau mình khám phá nào bé yêu, rồi ta trèo đi thuyền ta bơi bơi. Cá mập mẹ màu đỏ, tại sao chúng ta không giúp cá mập mẹ vượt qua vòng màu đỏ? Chúng ta có đủ bọt bong bóng rồi. Một cái vòng màu đỏ. Con làm tốt lắm. Vào lúc trời khơi nơi này ta đi, một thứ mình nhớ này bé con ơi. Có đồ chơi game này ta chơi, mình tâm mỗi ngày vui vẻ lắm đây. Con yêu, đây là trạm cứu hỏa. Xin chào, chào mừng các bạn đến với trạm cứu hỏa. Đến đây nào bé John, hãy cùng xem xe cứu hỏa. Kìa người lính cứu hỏa ơi, bạn đang ở đâu? Con tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là vòi phun nước này. Lính cứu hỏa John, kiểm tra chiếc vòi nào. Kìa người lính cứu hỏa ơi, bạn đang ở đâu? Có tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là một chiếc thang dài. Hãy nhìn đây. Bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là còi báo động. Hãy nhìn những cái nút này, mẹ John có muốn ấn không? Tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, đây là cái gì? Bé yêu à, đây chính là trang phục lính cứu hỏa. À, tôi có ý này. Mọi người có muốn mặc thử trang phục lính cứu hỏa không? Yeah. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Kìa người lính cứu hỏa ơi, bạn đang ở đâu? Có tôi này, bạn muốn giúp gì? Kìa người lính cứu hỏa ơi, lên xe với tôi. Hãy đi nào, lính cứu hỏa. Yeah. Xin hãy chú ý. Lính cứu hỏa đi làm nhiệm vụ nào. Chào mừng các bạn đến với hội chợ rau xanh. Các bạn có thể ăn thử tất cả các loại rau ngon.
Nam, Nam, dâm, dâm, dâm. Nhìn này các con, những quả cà chua đỏ và ngon cho gia đình bạn. Có rất nhiều loại rau xanh tươi, ngon lắm đây. Hãy ăn nhiều rau con yêu ơi, con sẽ có sức khỏe. Cà chua trông thật là tươi ngon đây, ăn ngay thôi, ngon lắm nhé. Hãy ăn thử nào con yêu ơi, cà chua rất tốt con à. Wow, thật là mọng nước. Yum yum, cà chua thật ngon. Oh, đi theo mẹ nào. Ăn thử cà rốt tươi ngon của chúng tôi nào. Ăn thử súp lơ. Có rất nhiều loại rau xanh tươi, ngon lắm đây. Hãy ăn nhiều rau con yêu ơi, con sẽ có sức khỏe. Súp lơ thật là thơm ngon đây, ăn ngay thôi, ba rất thích. Hãy ăn thử nào con yêu ơi, súp lơ rất tốt con à. Đến đây các bạn sẽ thích điều này đấy. Yeah, đi nào. Hãy xem này đậu ngon lắm nhé. Yum yum yum, yum yum yum. Hãy xem này đậu ngon lắm nhé. Bạn ơi có thích không nào? Có rất nhiều loại rau xanh tươi, ngon lắm đây. Hãy ăn nhiều loại rau xanh tươi để ta sẽ có sức khỏe. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn.